các em thân mến, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em học tiếng Anh lớp 9 sách cũ, học kỳ 2 nha. Thì nếu như mà bạn nào hoặc là thầy cô giáo nào mà muốn cái phần mềm này thì hãy inbox cho cô nha. Cái này chỉ dùng được ở trên máy tính thôi nhé, không dùng được trên điện thoại. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học Unit 6, bài số 6, The Environment. Chủ đề của chúng ta là về môi trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái phần từ vựng trước nha. Trong phần 1 Getting Started có những từ vựng sau đây. Environment. Environment. Đây là cái phiên âm. Environment. Nhấn âm tiết số 2, môi trường. Chúng ta có tính từ environmental. Environmental. Nhấn âm tiết số 4. Garbage. Garbage. Rác thải, danh từ, nhấn âm 1. Rubbish. Bằng với cái từ rubbish. Garbage bin. Garbage bin là thùng rác. Dump. Chúng ta có từ dump là nơi chứa rác hay là bãi đổ. Deforest. Deforest. Nhấn âm tiết số 2. Động từ có nghĩa là phá rừng. Chúng ta có danh từ là deforestation. Deforestation. Nhấn âm tiết số 4. Deforestation. Pollute. Động từ gây ô nhiễm. Pollute. Nhấn âm tiết số 2. Pollution. Danh từ của nó là pollution. Water pollution. Ô nhiễm nước. Water pollution. Air. Air là không khí. Dynamite. Dynamite. Thuốc nổ. Dynamite fishing. Chúng ta có đánh cá bằng chất nổ. Dynamite fishing. Spray. Spray. Động từ là phun xịt. Pesticide. Thuốc trừ sâu. Pesticide. Nhấn âm tiết số 1. Pesticide. Thuốc xịt trừ sâu. Spraying pesticides. Đó là phần từ vựng của 1 Getting Started. Bây giờ chúng ta qua từ vựng của phần số 2 luôn nha. To listen and read. Chúng ta sẽ có những từ vựng sau đây. Conserve. Động từ giữ gìn hoặc là bảo tồn. Conserve. Nhấn âm tiết số 2. Chúng ta có danh từ conservation. Conservation. Nhấn âm tiết số 4. Xin lỗi số 3. Conservation. Volunteer. Volunteer. Nhấn âm tiết số 3 nha các em. Volunteer. Động từ tình nguyện. Volunteer. Tương tự chúng ta có người tình nguyện là volunteer. Cũng nhấn số 3 nha. Shore. Bờ biển. Shore. Check. Check. Động từ có nghĩa là kiểm tra, xem xét. Và cũng có nghĩa là danh từ luôn. Có nghĩa là cuộc kiểm tra. Sand. Sand là cát. Rock. Rock là đá. Provide. Provide. Nhấn âm tiết số 2. Động từ có nghĩa là cung cấp. Disappoint. Disappoint. Động từ có nghĩa là làm nản lòng. Disappointment. Chúng ta có danh từ là disappointment. Disappointment. Spoil. Spoil. Động từ làm hư hỏng hoặc là sôi. Chúng ta có cụm phrasal verb give out, có nghĩa là phân phát. Similar. Similar. Tính từ giống nhau. Chúng ta có danh từ của nó là similarity. Nhấn thứ số 3. Similarity. Rồi qua phần số 3, phần speak. Chúng ta có những từ vựng sau đây. Achieve. Động từ achieve. Nhấn tiếng số 2. Achieve. Đạt được. Danh từ của nó là achievement. Achievement. Nhấn âm tiết số 2. Achievement. Wrap. Wrap. Động từ có nghĩa là gói hoặc là bọc lại. Các em nhớ là cái chữ W này chúng ta sẽ không có đọc. Chỉ đọc âm R thôi nha. Wrap. Wrap. Turn on. Turn on. Động từ có nghĩa là mở. Turn off. Turn off. Trái nghĩa có nghĩa là tắt. Protect. Protect. Nhấn âm tiết số 2. Động từ có nghĩa là bảo vệ. Chúng ta có danh từ là protection. Protection. Protective. Tính từ là protective. Prevent. Prevent. Nhấn âm tiết số 2. Động từ ngăn cản. Prevention. Danh từ của nó là prevention. Nhấn âm tiết số 2. Reduce. Reduce. Nhấn âm tiết số 2. Giảm. Exhaust. Fume. Exhaust fume là khói hoặc là cái khí thải của xe. Exhaust. Các em thấy chữ hờ sẽ bị cong và không đọc. Exhaust. Amount. Dissolve. Dissolved. Động từ có nghĩa là phân hủy. Các em nhớ là cái chữ sờ sẽ đọc thành âm giờ nha. Dissolved. Rồi for listen, trong các phần nghe, các em sẽ có những từ vựng sau đây. Recycle. Recycle, nhấn âm thứ số 2, động từ có nghĩa là tái chế. Ocean. Ocean, nhấn âm thứ số 1, đại dương. Sewage. Sewage là nước thải. Các em nhớ cái cách đọc nha. Su. Sewage. Sewage. Pump. Pump là bơm. Develop. Develop, nhấn âm tiếp số 2, phát triển. Development. Danh từ của nó là development. Oil leak. Oil leak là sự rò rỉ dầu. Oil spill. Còn oil spill là tràn dầu. Accident. Accident, danh từ có nghĩa là tai nạn. Marine. Marine là hải quân, hoặc cũng có thể là ở dưới nước đó. Marine life. Marine life, cuộc sống hay là sinh vật biển. Care. Care là quan tâm. Chúng ta có tính từ của nó là careful. Careful. Careless. Trái nghĩa của từ careful là careless. Carelessness. Và sự bất cẩn là chúng ta thêm chữ ness vào. Carelessness. Deliberate. Deliberate là suy nghĩ chín chắn. Deliberate. Động từ của nó, tính từ của nó là deliberate. Tiếp theo trong cái phần số 5, trong phần read, các em có những cái từ vựng sau đây. End of, có nghĩa là đi tới tình trạng, dẫn tới cái tình trạng nào đó. Second hand. Second hand là đồ vật cũ, thường là dùng lại lần thứ hai đó, thì chúng ta sẽ hay nói là những cái đồ second hand. Junkyard. Junkyard là bãi phế liệu. Treasure. Treasure là kho báu, các em nhớ đọc là âm e nha, tre chứ không phải là tree nhé. Treasure. Treasury. Nonsense. Nonsense có nghĩa là vô nghĩa, không có lý do, không có ý nghĩa gì hết. Litter. Litter, động từ là vứt rác. Litter. Litter, rác bừa bãi. Hedge. Hedge, động từ rào lại. Hedge. Và chúng ta có danh từ của nó cũng là hedge. Wood. Wood là gỗ. Valuable. Valuable, nhấn âm tiếng số 1 cho cô. Valuable, tính từ có giá trị. Value. Và danh từ của nó là value. Silly. Silly, bằng với từ foolish, có nghĩa là ngu ngốc hoặc là ngớ ngẩn. Folk. Folk là người. Minimize. Minimize là động từ. Mini là nhỏ đó các em. Giảm tới mức tối thiểu là ít nhất. Maximize. Và chúng ta có từ max, có nghĩa là maximum, maximize đó, là tối đa. Cover. Cover là bao phủ. Tin. Tin là những cái lon, những cái đồ hộp. Foam. Foam là sủi bọt. Rồi trong phần 6, phần write, các em cần nhớ cho cô những cái từ sau đây. Complain. Complaint, động từ than phiền. Complaint. Complaint cũng là danh từ. Situation. Situation, danh từ tình huống. Situate. Động từ situate, đặt ở vị trí. Complicate. Complicate, động từ phức tạp. Complication, danh từ của nó là complication. Resolve. Resolved, giải quyết. Resolution, danh từ là resolution. Các em nhớ đọc cách đọc nha. Resolution. Act. Act là hành động. Action, danh từ của nó là action. Active, và tính từ của nó là active. Polite. Polite, tính từ lễ phép, lịch sự. Politeness, danh từ của nó là politeness. Clear up là dọn dẹp, làm sạch. Trash. Trash, danh từ có nghĩa là bã hoặc là rác rưởi. Refreshment. Refreshment là những đồ ăn tươi sống. Smell. Smell, động từ có nghĩa là ngửi. Ok, đó là phần vocabulary, từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần grammar của cái unit 6 này. Trong bài này các em sẽ học cho cô 4 cái ngữ pháp chính. Thứ nhất là adjectives and adverbs, có nghĩa là tính từ và trạng từ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chức năng của nó. Tính từ thì sẽ bổ nghĩa cho danh từ và đại từ. Cô có ví dụ sau. He is a good teacher. Ở đây cái từ good chính là tính từ, và nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở đây Đằng sau là từ teacher. Ông ấy là một giáo viên. Giáo viên như thế nào? Giáo viên giỏi. Thì tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ nha các em, và nó sẽ đứng ở đằng trước danh từ. Tương tự như vậy, trạng từ bổ nghĩa cho bất kỳ loại từ nào ngoại trừ danh từ và đại từ. Như vậy trái nghĩa với tính từ chúng ta có trạng từ. Trạng từ thì thường sẽ bổ nghĩa cho động từ. Nếu như tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ cô có my teacher teaches well. Thì ở đây các em thấy cái chữ well này là trạng từ, tại vì nó bổ nghĩa cho cái động từ. Ở đây là động từ dạy. Thầy của tôi dạy. Dạy như thế nào? Dạy giỏi. Đó, thì cái từ well chính là trạng từ của cái từ good nha các em. Rồi, các em lưu ý như sau. Sẽ có nhiều trạng từ được hình thành bằng cách thêm ly. Như vậy đa số những cái trạng từ rất đơn giản, các em chỉ cần thêm ly vào cho cô. Ví dụ tính từ chúng ta có careful, thì trạng từ các em thêm ly vào sẽ thành carefully. Tương tự quick, quickly, attractive, attractively. Có nghĩa là các em chỉ cần thêm ly thôi là nó sẽ từ tính sang trạng từ. Tuy nhiên các em cũng có lưu ý một số tính từ tận cùng bằng y. Như vậy là không phải cái từ nào đuôi ly cũng là trạng từ, mà nó cũng có thể là tính từ. Cô có một số ví dụ như những từ lively, lovely, likely, silly và friendly. Bản thân của nó là tính từ, mặc dù nó có chữ ly nha. Cho nên các em cần để ý cho cô những cái từ như vậy. Tiếp theo, tính từ có trạng từ không thay đổi, có nghĩa là trạng từ và tính từ đều giống nhau. Những từ như fast, late, hard, far và early vừa là trạng từ vừa là tính từ, đều giống như vậy hết nha. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ qua mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Rồi, mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thì các em sẽ có cái công thức như sau. Chúng ta sẽ có mệnh đề chính là chủ ngữ cộng động từ. Sau đó có cái từ lý do, có nghĩa là từ because các em. Because bằng với từ since, bằng với từ as. Có nghĩa là các em sẽ sử dụng một trong ba cái từ này, đều giống nhau nha, đều có nghĩa là bởi vì. Sau đó cộng với một cụm đằng sau có chủ ngữ có động từ, cộng với lại một cái mệnh đề thứ hai đằng sau. Ví dụ I turned the heating on because it was cold. Vì tôi bật cái lò sưởi lên bởi vì trời nó lạnh. Thì các em thấy cái chữ because này chính là trạng từ chỉ lý do đó, bởi vì, đúng chưa? Thì sau cái chữ because chúng ta sẽ cộng với một cái mệnh đề. Mệnh đề có nghĩa là có chủ ngữ và động từ. Ở đây chủ ngữ là it và động từ là was. Tương tự như vậy. Tuy nhiên đối với chữ because of, các em để ý này, because of thì đằng sau không có cộng với mệnh đề, mà nó sẽ cộng với cụm danh từ. Cụm danh từ là sao? Có nghĩa là đằng sau nó, các em thấy nè, because of the bad weather, thì the bad weather chính là một cái cụm, tại vì nó không có động từ đằng sau. Các em hiểu không? Ví dụ như ở trên á, câu trên nè, because the weathers were bad. Because cộng với mệnh đề có nghĩa là nó có chủ ngữ là weather, động từ là was, thì chúng ta gọi là mệnh đề. Còn ở dưới because of thì nó sẽ không có động từ đằng sau, nó chỉ có danh từ thôi là the bad weather. Đó các em, đó chính là sự khác nhau giữa because và because of nha. Rồi tiếp theo, tính từ mệnh đề. Các em nhớ cho cô cái cấu trúc là chủ ngữ cộng tính từ, cộng động từ to be, cộng tính từ, cộng that, cộng clause. Thì nó cũng giống tương tự như là theo cái cấu trúc như thế này nha. Chủ ngữ cộng động từ to be. Động từ to be của chúng ta có thể là is, am, are. Sau đó cộng với tính từ, sau đó cộng với chữ that. Sau that sẽ cộng với một cái mệnh đề. Mệnh đề có nghĩa là đằng sau sẽ có chủ ngữ và động từ cho cô là được. Rồi, tiếp theo là câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 là gì? Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện có thể xảy ra ở sự thật. Và đây chính là cái công thức if clause cộng main clause. Có nghĩa là sao? Là có một cái mệnh đề if và có mệnh đề chính ở đằng sau. Ví dụ như sau, công thức của nó này, if cộng với thì hiện tại đơn nha, đằng phẩy một cái, sau đó chủ ngữ cộng với lại will hoặc là want. Sau will và want các em cộng cho cô động từ nguyên mẫu nha các em. Đó, như vậy là if cộng với lại thì hiện tại đơn, present simple. Rồi phẩy một cái, bên kia sẽ là thì tương lai đơn. Tương lai đơn, tương lai có nghĩa là có cái chữ will vào, được chưa? Và sau will chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, đó là cấu trúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lesson là những cái bài. Rồi số 1 nào, Getting Started. Trong bài số 1, match the environmental problems to the pictures. Trong bài 1 yêu cầu các em nối cho cô những cái cụm từ chỉ về môi trường, những cái vấn đề về môi trường tương ứng với các bức tranh sau đây. Đây chính là nghĩa của các từ nha. Chúng ta có rác thải, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, phá rừng, đánh cá bằng thuốc nổ và phun thuốc trừ sâu. Như vậy tương ứng với những cái chữ như thế này, các em sẽ điền vào cho cô những cái ô này, được chưa? Đây, hình số 1 là air pollution, ô nhiễm không khí, spray pesticide là những cái hóa chất phun ra đó. Rồi garbage dump, rác thải. Tiếp theo chúng ta có water pollution là ô nhiễm nước, deforestation là tàn phá rừng và dynamite fishing. Qua phần listen and read, mời các em chúng ta sẽ chuyển sang phần nghe và đọc. Đầu tiên thì các em sẽ nghe trước cho cô nha. Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. I want everyone to listen carefully, please. First of all, I'd like you to divide into 3 groups. Each group should take 5 plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need Group 1 to walk along the shore. Group 2 should check the sand. And Group 3 has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won't eat until the whole area is clean. If you can't find your place, I will help you get there with this map. Don't worry, I'm disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And if we work hard, we'll make this beach a clean and beautiful place again. Okay, now let's get started. Okay, như vậy là chúng ta vừa nghe xong một cái bài rất là hay về rác thải, đúng chưa? Ông Brown đang nói chuyện với một số tình nguyện viên về môi trường. Đó, đây chính là cái bài dịch của nó nha. Các em có thể bấm dừng lại và đọc sau đó dịch cho cô. Bây giờ các em hãy ghép cho cô ở cột A tương ứng với những cái cột B sau đây. Đây là cái nội dung của chính của nó. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 làm gì, ông John làm gì, bà Smith và ông Brown. Tương tự như vậy các em sẽ nối lại cho cô, được chưa nào? Và đây sẽ là đáp án. Như vậy là number 1 chúng ta sẽ nối với F, có nghĩa là group 1, nhóm số 1, walks along the shore là đi dọc cái bờ biển. Group 2, nhóm số 2 sẽ check the sand là kiểm tra cát. Nhóm số 3 thì kiểm tra đá. Ông Jones thì sẽ thu thập lại tất cả những cái túi và sau đó sẽ đem chúng tới cái bãi rác. Còn bà Smith thì sẽ cung cấp cái buổi trưa cho tất cả mọi người. Và ông Brown thì sẽ đưa hoặc là lượm những cái túi lên. Rồi qua phần speak là phần nói nha các em. Trong phần này các em sẽ thuyết phục bạn của mình làm những cái điều sau đây để bảo vệ môi trường, dùng những cụm từ và những cái gợi ý cho sẵn. Đó, như vậy đây là những cái cụm từ ở trong cái khung này, được chưa? Tôi nghĩ bạn nên hoặc là gì đó. Rồi, bây giờ nên thì các em sẽ sử dụng cái cụm bên này. I think you should, want you, it would be better if you. Còn nếu khuyên bạn không nên làm gì thì chúng ta sẽ nói là why don't you, why not. Tất cả đều là những cái câu khuyên. Các em có thể sử dụng những cái gợi ý này để có thể tạo thành một cái câu hoặc là đoạn văn để có thể miêu tả nha. Và đây sẽ là một cái số gợi ý các em có thể tham khảo. Ví dụ các em có thể nói là why don't you use public buses instead of motorbikes. Đó, tại sao không dùng xe buýt công cộng thay cho những xe máy? Chúng ta có cụm từ thay thế là instead of. Instead of. Tiếp tục, các em có thể nói là this helps to avoid traffic jams, to reduce exhaust fumes and to save energy. Ở đây cô có cụm từ avoid là tránh này, Traffic jam là ùn tắc giao thông, reduce là giảm, exhaust fume là khói thác, cái lượng khói thải, exhaust, được chưa? Hoặc là why don't you go to school or go to work by bike? Traveling by bike can save energy to keep air cleaner. What about putting garbage bins around the schoolyard? Garbage bins can prevent lazy students from throwing trash on the ground and keep the schoolyard clean. Đó, đây là một số những cái câu rất là hay mà các em có thể sử dụng được trong cái bài của mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các em trong phần số 2 trong Unit 6. Các em nhớ bấm đăng ký like. Và bạn nào như cô đã nói cần cái phần mềm học này, nếu như mình có máy tính thì hãy inbox cho cô nha. Goodbye!